Dame. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Oui. Oh, man. Chào mẹ. Chờ trông ai đêm nay sáng trăng, không nói không rằng là anh đi kiếm em, mà chờ em bao năm dài lê thê, mà đường thôn quê nối liền con đê, hai mẹ không chê em về bên anh, mình tung bay đứng chân trời bao la trên làng quê ta trong lòng mình hoang ca. Xin chào cô chú anh chị và các bạn, mình là Sang, chào mừng mọi người đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Hôm nay Sang xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng với Sang đi gặp trực tiếp em Trần Mạnh Cường nha. Sang đang trên đường đi. Gia đình Sang hẹn em Trần Mạnh Cường đi đến một cái nhà hàng để mà cùng nhau ăn, và cái nơi đó thì nó rất là rộng để cho mình thoải mái nói chuyện. Đã vậy là mình ngồi đến 23 giờ này kia cũng không có bị làm phiền. Vậy nha mọi người, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở chỗ nhà hàng đó nha. Bây giờ đang là mùa bông ấy, cho nên là mấy cái cây thấy nó nở bông quá chừng, cây hoa rồi mấy cái cây á, nó cũng đâm chồi ra nhiều lắm rồi, xanh xanh tươi rồi, bắt đầu trời ấm ấm rồi. Hôm nay thì mới là 18 độ rồi. Thì trời ấm ấm lại thì cho mình đỡ bị bệnh, trời lạnh nha dễ bị bệnh. Khi mà Sang đi gặp em Cường này á, thì ngỏ có lời mời á, một cái là hai chồng em Cường cũng đồng ý ngay, với lại người ta cũng muốn tìm hiểu mình coi, và tìm gặp mình để coi để mà xem mình như thế nào. Rồi nếu mà có đi nhà chung á, thì em Cường cũng nói chung cũng biết mình trước, thì lúc đó người ta mới tin tưởng người ta đi cùng với mình, đúng không? Cái này Sang đang đi xuống cái vùng quê ở nước Mỹ rồi đó. Cái chỗ này nó cách cái chỗ vùng của Sang nó tới 40 cây số lận. Thôn quê đó mà nhìn nó cũng rất đẹp và bình yên. Nó bình yên hơn, ở trên trung tâm, nhưng mà cảnh nó vẫn đẹp. Thì Sang thấy là em Cường ở đằng kia rồi đó. Nhưng mà để xem coi, em Cường vẫn chưa nhìn thấy mình. Tại lúc nãy quạt xe vô đây là không có thấy. Bây giờ đi ra là máy quay ơi. Đấy. Ra nha. Đấy. Đây, em Cường ở đây. Lúc nãy thấy em Cường đứng ở đây nè. Đấy. Bonjour.
Bonjour. Ça va? Santé. Oui, enchanté. Bonjour. Oui. Parle français. Par français, oui. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Oui. Alicia. Oui, Alicia. Bonjour. Oui. Alicia. Bonjour. Oui, bonjour. C'est C'est Antoine. Antoine, moi c'est. Oui. Moi c'est. Moi c'est Nio. 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 À, hỏi hỏi Cường coi còn nhớ tiếng Việt không? Còn chắc không đâu nhỉ? Nếu mà nhớ thì đã nói chuyện rồi. Em tôi mất xin như vous savez encore parler un peu de Vietnam. Non. Non, Oubliez moi tout. j'ai oublié parce que j'ai dû apprendre à parler le français. J'ai oublié assez Oui, c'est rapidement. ça. Un petit moment. Oui. Ok. J'aurais bien aimé, oui, mais. Ça aurait été plus facile. Hein. Pour la vidéo, on disait oui, mais pas pendant qu'on mange. Beaucoup. Parce que, enfin, pendant qu'on mange, on est gêné. Pas de vidéo. Vous voyez? Donc, à table, oui, mais pas pendant qu'on mange, quoi. Ah non, 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 Ah, non, c'est ok. bon. C'est parler ici Oui, et la ouais. rencontre. C'est Oui. tout. Ça va. Cô ấy ngại á, tại nếu mà ăn đấy mà quay phim thì rất là ngại. Cái điều đó sang biết mà. Nên lúc này quay ở đây là coi như là gia đình gặp nhau ở đây thôi. Sau đó rồi khi mà ăn uống thì Sang cũng xin phép á, Sang không có quay cái khúc đó, tại cái lúc đó là cái lúc mà ngại nhất của mọi người, cái lúc đó là cái lúc xấu nhất. Rồi ngay cả Sang cũng vậy, cái lúc ăn uống là cái lúc xấu nhất mà. Bây giờ Sang đi vô trong này nha mọi người. Cường lại thấy em ấy cũng nhỏ chứ không có to nha. Mới đầu trong hình tưởng là em Cường to lắm. Trời, hôm nay khách đông nha. Oui, bonjour. Cinq personnes. Vous n'avez pas réservé? Si. Si, réservé. Si. Cinq personnes en Cent. nombre? Cent. Oui. Vous êtes ensemble? Là. Les que j'ai fait cent. Oui, elle est là. Oui, ça va? Oui. Ok. Cinq. Avec moi, c'est vous, ma collègue. Prendre ici ou vous préférez un rond et on rajoute un chaise? C'est ici, c'est mieux. Ici, ça Oui, marche? oui. Oui, bonjour. Em ngồi ngoài cho. Hả? Em ngồi trong á? Cũng được. Vậy thì lấy hai chai nước cũng được. Coca. Ambotay Fanta. Mẹ có uống rượu không? Je sais pas si vous consommez l'alcool. Moi non. Pas souvent. C'est beaucoup là cũng đi vào chưa chứ. Bonjour. Oui. Donc on va prendre la formule d'embrasseau et on va prendre une bouteille de coca et une bouteille. Un grand bouteille coca et un grand bouteille Fanta. Oui. Lui, quel âge? 11 ans. 11 ans. Oui, merci. Hỏi Cường là có thể chào trong video là chào chào mẹ. Không biết có ngại không? Có thể nói bằng tiếng Việt kêu là chào mẹ được không? Dạ. Cường À, đi sang Việt Nam nha. Mẹ mình bạc đi lên sang Việt Việt Nam Nam nha. Nha. Chào mẹ. Chào mẹ. Chào mẹ. Chào các anh. Bonjour. Chào các anh.
Je parle bien quand je sais. Bonjour les frères. Oui, et c'est. Ciao, Ka Anh. Ciao, Ka Anh. Je ne sais pas si je prononce bien. Bah oui, j'ai oublié le vietnamien assez rapidement, mais je regrette maintenant, c'est sûr. Ouais, c'est la mal. Bah oui, moi j'avais personne avec qui parler vietnamien non plus, donc j'ai oublié ça assez rapidement, quoi. Et comme il fallait que j'apprenne le français rapidement, on va dire en 2-3 ans, je parlais plus du tout vietnamien. Quand je suis arrivé en Belgique, je me souvenais encore de quelques mots, mais voilà, quoi, c'est assez... Oui, quand on pratique pas, on oublie bah, oui. La langue. Mais du coup, j'avais, en fait, j'ai pas pensé, mais j'avais un carnet que, en fait, quand je suis arrivé, mes parents d'adoption m'ont demandé de noter de mots. Vous gardez ça après ou non? Moi, non. Oui, non. Non, pas de problème. Merci. Vậy thì giờ mình đi lấy đồ ăn đi. Rồi mình ăn đi chứ không ngồi chờ làm gì hả? Không được. Oui. Va bon. Va se passer. Oui, vous faites là. On y va maintenant? Oui, où? Tous ensemble. Đây là cái tiệm buffet mà rất là nhiều lần sang tới đây sang ăn cùng với gia đình rồi, chắc 3 lần rồi đó. Đấy, và bây giờ thì sang đi quay sơ sơ cho mọi người xem cái buffet này là ở dưới Niven, ở dưới tỉnh này. Còn hôm nay sang nghĩ là tưởng không có đông khách chứ ai về cũng đông quá chừng. Quay sơ sơ thôi nha mọi người. Ở đây đa số khách Tây không ạ? À, cũng có người Á Châu nữa. Chị con trai ơi, ăn gì đây? À, hôm nay đó là họ làm giống như là weekend luôn ạ. Có cả sushi rồi có các loại luôn này. Này, ngon quá ha. Đói chưa? Con đói chưa? Trời ơi, con trai của Sang đấy. Ôi, ăn sushi này. Còn bên phía bên đây là đồ xào. Không biết cô chú có nhìn thấy được rõ không? Bên phía bên kia cũng là đồ xào luôn. Mà có rau xào, có vịt quay. Đây là cái khoai tây mà họ nướng phô ma. Này cá hồi nè. Còn ở trong cái xưởng này là những cái đồ hấp. Mở ra cho cô chú xem nha. Ô, hết. Phải bỏ cái xưởng này ra thì mới thấy. Bên phía cái này sang tới vào buổi trưa để xem coi nó có tôm hùm hay không nhá. Ồ, sang thấy có tôm hùm nha mọi người. Buổi trưa mà cũng có tôm hùm luôn này, có cả ốc này. Những con ốc này người ta đã luộc chín rồi á, cho nên người ta để lên đây để cho nó lạnh, ăn cho nó giòn. Nè, tôm hùm những con nào bự 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 đã chưa? Đó. Còn chỗ này thì là đồ là thịt và thịt để nướng. Nếu mà ai yêu cầu thịt cá nướng thì nó có cái này, rất là sạch sẽ. Ở đây đặc biệt cái là có thịt con kangaroo các bạn, thịt con chuột túi ấy. Đấy, nó ghi chữ kangaroo này, đặc biệt ghê. Alicia đang đi lấy đồ ăn đằng kia. Mon sushi. Còn Cường không biết ăn cái gì. Cường đâu rồi? Để coi Cường chọn cái gì nha. Chú sát, chú sơ gì sát. Rồi, ok. Thôi bây giờ Sang đi cất cái máy quay để đi lấy đồ ăn nha cô chú anh chị các bạn. Đây, mẹ Cường hôm nay nhìn thấy con trai như thế này nè. Mẹ Cường ơi, cô Hà Thị Mạch thấy em Cường như thế nào? Em hơi ốm nha. Thôi Sang đi lấy đồ ăn đây. Dạ. Hôm nay thì Sang và Cường rồi bà xã của Cường gặp nhau.
Rồi ăn uống xong hết rồi cô chú anh chị các bạn ạ, rất là vui vẻ và nói chuyện với nhau cũng rất là hợp, hai chồng họ rất là hiền. Đấy, thì cũng hứa hẹn nhiều lắm, hứa hẹn năm sau sẽ về đấy, nhưng mà mọi chuyện còn phải tùy duyên nữa, còn tùy sắp xếp nữa, tại vì hai cái người mà quan trọng nhất đó là con của Sang với lại vợ của Cường thì hai cái lịch nghỉ rất là khác nhau, cho nên là hơi khó khăn cái vấn đề đó. Rồi từ từ rồi tụi Sang cũng sẽ sắp xếp được đó mọi người. Vậy nha, video của Sang tới đây là hết rồi. Sang hẹn gặp mọi người ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn mọi người luôn xem và theo dõi Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại. Bây giờ để cho Cường chào mẹ cái nhỉ. Nói gì tạm biệt. Xin chào mẹ hả? Còn nói sao ta? Tự dưng quên mất tiêu. Rồi, về mặt nó chê bạc lên. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Tự dưng sao quên, không biết nói sao vậy nha mọi người. À la prochaine. À la prochaine.